Ủa anh Thanh. Hả? Giới của em mà. Mày thấy trễ kệ mày. Ừ. Anh lấy ghế mà anh còn lấy vợ em nữa. Trời ơi. Trời ơi. Mày nữa rồi trời ơi. Không biết nữa. Chửi mày vô ai da. Im lặng. Muốn cái lộn. Về nhà cái lộn. Vô. Trời ơi. Tao dặn là chỉ có ba trái không có mỡ hành à. Chỗ này không phải vô ăn nhậu. Để tan. Bê có ai gọi điện? Alo. Mua chiếu hả? Bao nhiêu cái? Alo. Xong nghe chưa? Rồi mà alo cái khác luôn. Tụi nó coi phim mà chụp hình nè ông hai. Không được chụp hình và quay phim. Và đặc biệt là không được live stream. Live stream phải gì ông hai? Tại sao vậy? Không biết nữa. Rạp nó kêu nó sao nói vậy?